Cắt tới luôn các bạn. Cái này năm học các bạn. Đây, cắt tới luôn, này đứng chờ đây các bạn. Đợi xíu nha chị ơi, chị đợi xíu nha. Chưa cao anh ơi. Mấy chơi mới trình tới khó cùi mà ăn rất ngon các bạn. À, các bạn thấy nguyên một cái núi vỏ sầu riêng chưa? Khủng khiếp chưa? Quá đã. Anh trai mua 2 trái các bạn. Đây các bạn. Cặp tay luôn.
ngon hả? Quá ngon hay sao? Quá im, quá ngon. Vậy làm muối luôn đi cho nó ngon. Tuyệt vời lắm các bạn. Cái này ngon cơm chịu. Cô rất là vui luôn các bạn. Dạ. Cô bán sầu riêng nè. À. Bỏ nợ rồi đó. Cô vui dạ. Dạ. Cô rất là vui rồi. À, chị gái lấy loại 70k các bạn. 36 mua luôn hay để trái? Cái kia chín hơn không mấy chị? Ăn được mà cơm nó khô. Ờ chị đổi. Wow, trái này đã. Ngon lắm. Vỏ nó hơi dày nhưng mà cơm nó ngon. Nè các bạn. Tám mươi lăm ngàn lời chán luôn. Chưa. Ôi trời ơi. Từ từ không sao, từ từ gáp lại. Đúng rồi. Rồi từ từ gáp lại. Cái nữa.
cái kìa, cái bè kìa, cái bè, cái bè bên này nè, có phải không, bên này nè. Đây. Trời ơi, nhìn sao cái đầu dưới nghĩ anh coi nó có vô lòng không? Từ từ nó gấp lại. Đâu. Rồi, cái này quá. Lại vậy đi. Hộp cơm mà. Quên cân. Sầu riêng chín mà không kịp bán luôn các bạn. Các bạn nhìn xem nè, khủng khiếp chưa? Oh, oh. 325. 325. Rồi, khách tới luôn. Nãy giờ không có ngủ hết tí. Lướt Facebook hả? Wow. Nó vậy à. Tí tính nó vậy các bạn. Wow. Mua rất là đều các bạn. Quá đẹp. Mói của tí chuột. À, quá đã, quá đã. Anh trai về nhà tôi khui các bạn.